Hơn 30 năm trong nghề dạy học ở mái trường này, thầy có tới 26 năm liên tục làm công tác quản lý. Có được môi trường khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay là do có sự nhiệt tình, năng động, dám nghĩ, dám làm của thầy. Thầy có công lớn đối với sự phát triển của môi trường thời đổi mới. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy có đôi lời tâm sự với đồng nghiệp và các thế hệ học trò. Xin kính mời thầy. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các thế hệ các chị em sinh viên trường. Hôm nay về dự tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày nhập trường, một xúc động vì tình cảm, sự trong sáng và mến mộ của các thầy cô giáo với mái trường thời điểm này. Khi nhìn thấy các thầy ở tuổi rất cao như thầy Nguyễn Đức Ân từ thành phố Hồ Chí Minh ra dự hội trường, thầy Vũ Tuấn Lâm, thầy Đoàn Ngọc Căng, thầy Phạm Quang Sáng và thầy Hoàng Hữu Dụ đã tuổi 75, 79, nhưng cũng vì tình cảm với mái trường, các thầy đã không ngại quản ngại đường xa đã về dự chung vui. Tôi cho đó là một sự cổ vũ động viên rất to lớn đối với nhà trường hiện tại và nhất là các thế hệ giáo viên chúng ta còn đang tại trường. Hôm nay thì trong một tọa đàm như thế này, tôi rất vui mừng. Sau 5 năm tôi nghỉ hưu, thì mái trường Nghĩa Nga thân yêu của chúng ta vẫn bên một dòng sông. Ngôi trường ấy bề thế hơn, từng bước hiện đại hơn và đậm nét hơn trong truyền thống dạy tốt, học tốt của trường. Có được cái đó, trước hết đó là cố gắng của các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh của nhà trường. Trong quá trình nâng cao chất lượng đại học thì tôi nghĩ như thế này. Một trong những yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường đó là chất lượng của các thầy cô giáo. Muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy giỏi và thầy phải thân thiện. Hai đó là cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm của nhà trường. Cũng xin báo cáo với các thầy, với các anh chị học sinh là tôi đi làm hiệu trưởng từ 20 tháng 8 năm 1988. Sau khi đất nước vừa giải phóng, trường chúng ta sau nhiều năm sơ tán tại xã Nghĩa Thịnh và tại xã Lạc Phúc, tại xã Thịnh Thuận, gần như ngôi trường chúng ta hoàn toàn là tranh tre và hư hại. Thế là đúng lúc bây giờ thì nhà nước có đề ra khẩu hiệu là phấn đấu trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Trong cái điều kiện là các thầy các cô chúng ta thấy là điều kiện vô khó khăn, tôi nghĩ là cái quyết tâm của ban giám hiệu giai đoạn 88-2000 quyết tâm xây cho bạn được một cái ngôi trường cao tầng đầu tiên của những trường cấp 3 vùng nông thôn của tỉnh Hà Nam. Cũng xin báo cáo với các thầy cô giáo và các thầy học sinh, khi bắt đầu xây dựng cái ngôi trường 2 tầng thứ nhất, trong tay nhà trường chỉ có 10 triệu đồng và 12 mặt hàng. Trong giai đoạn đấy là tiền không có, vật tư thì không. Thế thì chúng ta phấn đấu sau hơn một năm chúng ta có được ngôi trường cao tầng thứ nhất và đó đẩy ra cái kỷ niệm đầu tiên, đó là kỷ niệm 30 năm nhà trường. Trong một cái điều kiện kinh tế khó khăn, kinh nghiệm chưa có, tất cả các hệ thầy cô giáo và các học sinh đã ủng hộ nhà trường, chúng ta đã tổ chức được lễ kỷ niệm 30 năm nhà trường vào ngày 1 tháng 12 năm 1991. Thì đó là một trong những trường ở vùng nông thôn của tỉnh Hà Nam Ninh đầu tiên tổ chức kỷ niệm trường. Và tôi vẫn còn nhớ như in, tức là 1 tháng 12 thì kỷ niệm 3 năm trường, sân trường còn đang sân đất. Hôm 28 tháng 11 mưa như chút nước, thầy trò đang chuẩn bị cắm trại để kỷ niệm, mưa một ngày giãn hết cả, thầy chán được thầy trò chán được trò. Nhưng trong bối cảnh như vậy thì ở trường là một giáo viên của trường, chúng tôi cũng rất mong là các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ học sinh của nhà trường
chung tay góp sức để tối hôm nay, ngày mai chúng ta tổ chức thật tốt lễ kỷ niệm 55 điểm trường, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong Đảng bộ và nhân dân huyện Thư, trong ngành giáo dục đào tạo ở Nam Định, để mỗi thế hệ, mỗi các thầy cô giáo, mỗi học sinh của trường đều có tự hào chính đáng mình đã góp phần một phần nhỏ của mình trong thành công của lễ kỷ niệm 55 điểm trường. Để rồi ngày mai các thế hệ, các thầy cô giáo hiện tại, các em học sinh hiện tại hãy dạy tốt hơn, học tốt hơn. Theo tinh thần thì trước đây ta có phổ biến thi đua dạy tốt học tốt, thì trường ta thì thầy dù thầy Bích vừa nói thì phấn đấu vào tốt 100, thì tôi nghĩ là vấn đề là hãy phấn đấu thầy dạy giỏi cho học giỏi và cho thành đạt. Đó là niềm vui, là hạnh phúc của chúng ta mà đang lại cái niềm vui cho các em nhân dân của huyện Như, phần lớn là phần lớn. Một lần nữa về phía cá nhân xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, xin chúc các anh chị đại diện học sinh các môn mạnh khỏe, chúc chúng ta phấn khởi để cùng nhau tổ chức đêm nay và ngày mai cho lễ kỷ niệm 55 trường chúng ta thành công tốt đẹp, để lại một dấu ấn tốt trong ngày giáo dục đào tạo Nam Định. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn những tâm sự của thầy Nguyễn Công Toản. Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị, thầy cô thường kể cho ta nghe về những phần trăng lục mát, về những cơn mưa mát lành, nhưng thầy cô chưa bao giờ kể về những khó khăn vất vả trong nghề của mình. Cũng có một vầng trăng, nhưng sao thầy không kể những đêm ngồi soạn bài, ánh trăng lùa kia khắc, và vào những cơn mưa thầy ơi sao không kể con đường thầy lặn lội sớm chiều với đàn em, bao nhiêu là phấn sao không kể thầy ơi. Đó là nội dung bài hát Những điều thầy chưa kể, nhà của lời Trần Thanh Sơn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng hát của em Trần Thị Hảo, cựu học sinh nhà trường. Xin kính mời. Xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các thầy cô đang hiện diện tại đây ạ.
giáo, các cô giáo. Kính mến, hôm nay chúng em rất vinh dự và tự hào được trở về giữa các trường thân yêu để chúc mừng và chung vui với nhà trường nhân dịp nhà trường tổ chức đón nhận huân chương Lao động hạng ba và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúng em ý thức sâu sắc rằng mỗi bước đi, mỗi bước trưởng thành của chúng em hôm nay đều có sự giáo dục rèn luyện của các thầy các cô của mái trường thân yêu, và mỗi bước trưởng thành lớn mạnh của Tổ quốc Việt Nam đều có sự đóng góp của các thầy các cô, các thế học sinh của trường Trung học Nguyễn Nga. Xin được gửi tới các thầy các cô bài hát Đường Chúng Ta Đi, nhạc Huy Du, lời thơ xuân sắc. Anh Tấn cho em gam bộ thăng. Kính thưa quý vị, đất Nghĩa Hưng là đất học. Phủ Nghĩa Hưng của tỉnh Nam Định đã sinh ra Hoàng Giáp Lang Đăng Hạ Văn Nghị, một sĩ phu yêu nước còn lưu danh sử sách. Mảnh đất này, ngôi trường này đã được đón nhận rất nhiều thầy cô giáo giỏi ở vùng miền của đất nước. Trong buổi họp mặt hôm nay, các thầy cô có những thầy cô đã đi xa mãi, có thầy cô vì sức khỏe không cho phép nên không thể có mặt. Nhưng nhà trường và các thế hệ học sinh sẽ mãi mãi nhớ và biết ơn các thầy cô. Cũng có thầy cô ở đất xa, tuổi đã cao nhưng với tình cảm chân thành sâu sắc đối với nhà trường, thầy cô vẫn cố gắng về điểm hôm nay. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của quý thầy cô đã dành cho nhà trường. Tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Đức Văn, cựu giáo viên công văn của trường, nguyên giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm qua thầy đã bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra để dự buổi trường. Rất cảm ơn thầy và trân trọng kính mời thầy thay mặt cho thế hệ các thầy cô giáo đã nghỉ hưu của nhà trường lên chia sẻ những cảm nghĩ của thầy khi trở lại ngôi trường. Xin kính mời thầy. Quý thầy cô trong hội đồng giáo dục của trường và đặc biệt là thân ái gửi lời cảm nhận và chào mừng thân thiết đến những bạn đồng nghiệp của tôi sau 55 năm quay lại đây. Có thể nói rằng cái cảm giác của tôi là đầy xúc động. Từ khi tối qua tôi trở lại cái trường này á, tôi đã có dịp trở lại đây vài ba lần, nhưng một lần cách đây khoảng 10 năm. Thì chúng tôi cũng ngờ rằng cái đất nước này á, nó đã trở nên hoa sắc lá. Ai tính thời gian bằng công tích nhỏ to, ai tính thời gian bằng của ngon vật lạ, thầy chỉ tính thời gian qua từng khóa học trò. Kính thưa quý thầy cô, quý anh chị, cựu học sinh, đó là nhà giáo ưu tú Vũ Tuấn Lâm, cựu giáo viên vật lý của nhà trường. Trong cuộc đời dạy học của mình, được thầy Vũ Tuấn Lâm đã góp phần đào tạo ra nhiều khóa học sinh thành danh. Xin trân trọng kính mời thầy lên chia sẻ với chúng ta những cảm xúc khi quay trở lại mái trường. Kính mời. Kính thưa thầy giáo viên chủ và các thầy trong ban giám hiệu của trường, các thầy cô trong ban giám hiệu. Kính thưa tất cả các thầy giáo đã và đang dạy trường cấp ba An Dương, và đặc biệt là kính thưa tất cả các em học sinh các khóa. Tôi về đây gần đây ở trường cấp ba An Dương trong thời gian rất ngắn, thực ra là chỉ có 3 năm, và dạy tham gia dạy khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4. Còn chúng mình đã quá tuổi 50. Vâng, kính thưa quý thầy cô và quý anh chị, về hội trường hôm nay có rất nhiều các anh chị học sinh ở các khóa khác nhau. Có khóa các anh chị đã ở tuổi 70, có khóa ở tuổi 60, có khóa ở tuổi 50. Các anh chị đã sắp xếp thời gian về với nhà trường để nguôi ngoai nỗi nhớ thầy cô, bạn bè. Về trường là về với quê hương Nghĩa Hưng, về trường là tìm về với một thời tuổi trẻ hồn nhiên trong sáng, về với ngày xưa ấy của mình. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các anh các chị dành cho mái trường yêu dấu này. Tôi xin trân trọng giới thiệu đại tá tiến sĩ thầy thuốc nhân dân nghiên cứu viên cao cấp Vũ Văn Bình, cựu học sinh năm 1964, 1965, 1968,
nguyên Phó Tư lệnh Băng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện cho cựu học sinh nhà trường lên chia sẻ những cảm xúc của mình khi trở lại trường xưa. Xin trân trọng. Ban tổ chức dạy cho tôi một cái vinh dự rất đặc biệt và cũng cho tôi cái bài toán rất là khó, bởi vì phát biểu sau những thầy Tân chẳng hạn, sau khi mà thầy phát biểu quá hay rồi không biết em dám nói cái gì nữa. Tôi thì cũng mặn khép là với cái chi cũ một vài chút gọi là tâm sự cái tình cảm thôi. Trước tiên cũng báo cáo với các thầy, chắc các thầy mới gần có bạn mới, cái khóa chúng tôi thì tuyệt đối không có học ở lúc đề không nghe đọc. Có chăng là thích một vài buổi về khi bạn như thế rồi chứ không có biết gì cả. Khi vào trong cái bài mà tôi viết trong cái cuốn của khóa 4, tức là hành trang của chúng tôi bắt đầu vào trường đầu tiên của dân. Nếu giữ được thời gian, nhưng chúng tôi hy vọng rằng những ai về lại với ngôi trường nhân ngày kỷ niệm 55 năm thành lập trường sẽ có một khoảng thời gian quý báu nhất trong cuộc đời. Chúng tôi biết rằng còn nhiều điều muốn nói, còn nhiều tâm sự muốn sẻ chia, nhưng do thời gian có hạn, buổi giao lưu xin được tạm dừng ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự có mặt của quý thầy cô, quý anh chị, học sinh. Kính chúc quý thầy cô, quý anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính chúc quý vị sẽ có những khoảng thời gian thật đẹp, thật ý nghĩa trong những ngày về hội trường. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, ban tổ chức chúng tôi kính mời quý thầy cô và quý anh chị tiếp tục tham quan nhà trường, tham quan phòng truyền thống.
thời kỳ. Kính thưa các anh chị cựu học sinh của trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng qua các thời kỳ, cùng toàn thể các em học sinh thân mến, xin đồng nhiệt chào mừng tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý đã có mặt trong buổi tối đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các thế hệ thầy cô giáo, thưa các anh chị cựu học sinh và các em học sinh thân mến, 55 năm, hơn nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển, trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng đã ươm mầm nuôi dưỡng bao thế hệ tài năng cho quê hương đất nước. 55 năm qua, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào, tạo được niềm tin yêu sâu sắc trong lòng nhân dân và các thế hệ học sinh. Đúng là một cuộc hành trình đi suốt mấy mươi năm, qua mấy chặng chân ta cùng bước tiếp. 55 năm trùng trùng điệp điệp, Nghĩa Hưng A sừng sững tự hào. Và trong buổi tối ngày hôm nay, tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô qua các thời kỳ cùng toàn thể các anh chị học sinh và các bạn học sinh ngày hôm nay đã có mặt tại đây, chúng ta cùng giao lưu và cùng cộng cảm. Và để chúng ta cùng thấy rằng là trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng đã trở thành điểm hẹn của bao thế hệ học trò, để mỗi người khi nghĩ về ngôi trường bên dòng sông với cái đa kỷ niệm lại không khỏi bồi hồi xao xuyến. Và hôm nay trong không khí của những ngày hội lớn, ngày hội của các thầy cô giáo, ngày hội của thế hệ học sinh, trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng long trọng tổ chức đêm gala tri ân kết nối nhằm tô đậm khắc sâu truyền thống lịch sử, tôn vinh tri ân các thế hệ đi trước, thể hiện tình cảm gắn bó của cán bộ, giáo viên, học sinh đã và đang công tác học tập tại nhà trường. Về dự đêm gala tri ân kết nối hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị đại biểu khách quý. Về phía huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hồng Thanh, phó bí thư thường trực huyện ủy Nghĩa Hưng. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin nồng nhiệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các thầy cô giáo, nguyên là cán bộ quản lý, cựu giáo viên, cựu học sinh và toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng đã về dự đông đủ trong đêm hôm nay. Và bên cạnh đó, ban tổ chức chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương, của tỉnh và của địa phương đã về tham dự và đưa tin cho sự kiện trọng đại này của trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng. Kính thưa quý vị, để buổi giao lưu hôm nay được bắt đầu, sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo thạc sĩ Dương Văn Chủng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng. Kính thưa các thế hệ cán bộ, giáo viên, các thế hệ học sinh nhà trường, thưa các bậc phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân, hôm nay các thế hệ thầy và trò trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng từ ngoài miền tổ quốc vô cùng phấn khởi được tụ họp về mái trường thân yêu này để tham dự đêm gala tri ân kết nối. Đây là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng 55 năm thành lập trường và đón nhận huân chương độc lập hạng ba. Trước hết, thay mặt toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường, tôi xin đồng nhiệt chào đón các quý vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh đã về dự và tham gia các tiết mục trong đêm gala ngày hôm nay. Sự có mặt của quý vị chính là biểu hiện sinh động của sự quan tâm đặc biệt, tình cảm chân thành sâu sắc, đồng thời là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với nhà trường. Thưa toàn thể quý vị, lễ kỷ niệm này không chỉ là dịp để tổng kết một chặng đường phát triển của nhà trường, mà còn là dịp để chúng ta trở về với cội nguồn, với những ký ức của một thời tuổi hoa. Ngày hôm nay, mỗi người đều đã được hòa vào niềm vui, niềm xúc động trước khi được gặp thầy, gặp bạn, được trở về với mái trường xưa. Hai ngày kỷ niệm trọng đại, có rất nhiều học sinh đăng ký về dự hội trường, nhưng còn hàng vạn trái tim của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh từ mọi miền đất nước đang hướng về ngôi trường thân yêu. Dù sự quan tâm ấy thể hiện bằng cách nào, tôi tin đó đều là những tình cảm chân thành nhất dành tặng mái trường Trung học phổ thông A Nghĩa Hưng. Với đêm gala kỷ niệm mốc son 55 năm này, chúng tôi không tham vọng sẽ là một chương trình độc đáo hoành tráng. Chúng tôi muốn chạm đến trái tim người nghe bằng những tiết mục thể hiện tài năng, tâm huyết của các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường. Đặc biệt, chúng tôi cũng muốn tôn vinh những người đã và đang cống hiến tích cực cho mái trường, cho quê hương, đất nước. Thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay chúng ta tụ hội về đây để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về truyền thống lịch sử, để cùng nhau tri ân các thế hệ đi trước.
cùng tạo dựng hành trang bước vào tương lai. Đặc biệt đêm gala này sẽ là cầu nối để kết nối những trái tim cùng chung nhịp đập hướng về mái trường trung học phổ thông An Dương. Với ý ấy, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm gala tri ân kết nối. Thay mặt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh đang công tác và học tập tại trường, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo, các anh chị cựu học sinh, các bậc phụ huynh học sinh và toàn thể nhân dân có mặt hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc đêm gala của chúng ta thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Nói được những tâm tư suy nghĩ của người đứng đầu nhà trường gửi tới các vị đại biểu, các thế hệ thầy cô giáo và các thế hệ học sinh trong buổi gala hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thế hệ thầy cô giáo, thưa các anh các chị cựu học sinh qua các thời kỳ, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, thủa ấu thơ ngày hai buổi tới trường, yêu quê hương qua từng trang sách đỏ. Từ thủa ấu thơ cấp sách đến trường, chúng ta đã được các thầy các cô dạy những bài học đầu tiên. Thầy cô đã chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, cung cấp hành trang kiến thức cho ta. Bước trình Nguyễn Lan Anh, cựu học sinh khóa 86-89. Biên đạo múa Thanh Hoa, cựu học sinh khóa 86-89. Xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Lan Anh và chị Thanh Hoa lên sân khấu. Trình đêm gala tri ân kết nối ngày hôm nay, xin mời hai chị.
sáng soi với bao